Xin chào các bác, xin chào các bạn. Trước mắt các bác, anh chị và các bạn là một chậu lan kiếm xanh Huế, một trong gọi là tứ đại danh kiếm theo như những người chơi hoa lan đã từng nhận xét như vậy các bác nhé. Cái này thì đã chơi đã được 2 năm rồi các bác. Hôm nay thì cũng có tí nắng và trời thì nó khô khô. Và như các bác biết là chơi lan thì mình phải chăm sóc đúng không? Chơi thì phải chăm sóc. Và tất nhiên rồi, nó không có cái gì nó tự nhiên, nó không phải ngẫu nhiên nó đẹp, ngẫu nhiên nó đẹp, không phải ngẫu nhiên mà lan nó có cái nó sạch bệnh mà chúng ta phải chăm sóc. Thì hôm nay em Nam sẽ vừa dùng cái cồn 90 độ các bác này để lau những cái lá lan, cái mùa mà mưa các bác, mùa ẩm thì nó hay bị cái hiện tượng đó là nó bị nấm đấy các bác này. Đấy, cái không dùng thuốc các bác mà dùng cồn 90 độ. Vừa chăm sóc vừa đây. Vừa lau như cái này lan lại thì cùng trò chuyện với các bác để nói chuyện với các bác là về hoa lan các bác. Thì như đợt vừa rồi thì rất là nhiều những cái video và rất là nhiều những cái kênh mà cũng chuyên về hoa lan. Tất nhiên không phải là người ta bán lan, người ta chia sẻ vì tiền tỷ ha. So với những 2 năm về trước thì là những cái giao dịch tiền tỷ đúng không? Thì bây giờ thì những vườn lan tiền tỷ ha, những vườn lan tiền tỷ bây giờ ra sao? Toàn hết được các bác ha. Thế giờ các bác thấy là nó ở trong một cái dài hạn thì chúng ta hãy nhìn lại ha. Trước thì những cái vườn lan tiền tỷ gọi là những cái anh em mà gọi là đại gia nhỉ, nói chuyện về giao dịch nhiều tiền lắm. Thì bây giờ thì cũng những cái video mà hoa lan thì lại là những vườn lan tiền tỷ thì bây giờ ra sao đúng không? Có những cái vườn lan thì chuyển sang nuôi gà ha. Đấy, và không biết là chủ vườn thì kiếm được gì chưa. Rồi nhất rất nhiều thứ. Vậy thì em Nam cũng đã có một cái video chia sẻ là đó là chơi hoa lan và những cái gọi là góc nhìn về tiền bạc đó, bài học về góc nhìn về tiền bạc đúng không? Chơi hoa lan kiếm để làm gì? Và thật ra thì chơi lan để làm gì? Chúng ta phải luôn luôn hỏi như vậy các bác nhé. Chơi lan để chậm lại này, chơi lan để chúng ta tạo cái tính kiên nhẫn. Nhưng mà đặc biệt là đối với lan kiếm, dòng lan kiếm thì em Nam cũng nói rồi ha, là một cái loại lan gọi là chúng ta gọi là hoa lan bất tử. Tất nhiên là mình cũng phải chăm sóc nó, nhưng mà đúng là cái loan này thì đúng là bất tử thật, khó rất là khó phá chết nếu như mà chúng ta có một cái môi trường sống của nó đúng không, nó thuận lợi dễ trồng lắm các bác. Rồi thì chúng ta hãy quan sát ha, những cái vườn lan đấy thì thực tế thì tiền nó từ đâu tới và ai là những cái người tạo cuộc sân chơi đúng không? Và những người mà chơi lan trước đây hàng vườn lan hàng chục tỷ, hàng trăm tỷ thì thực tế bây giờ họ ra sao? Không biết là họ có chuyển đổi nghề nghiệp hay là cái công việc của người ta nó có ổn định, có còn tiếp tục là tốt như vậy hay không? Thì người ta nói là thủy triều mà rút đi thì biết ai là người mặc quần đùi ấy. Vâng. Tất nhiên là em Nam thì không phải là vì chính vì cái việc mà cũng thích chơi lan các bác nhá, cũng thích chơi lan, nhưng mà mình thì tất cả mà khi những cái gì nóng sốt mà cái gì mà sôi động thì mình đều đứng ở ngoài mình quan sát thôi ha. Đi quan sát đi nhìn và có nghĩa là cảm nhận những cái mà người ta vẫn làm thôi. Thì cái cây lan thì nó cũng rất là bình thường đúng không các bác? Nhưng mà tại sao cái thời điểm đấy mà nó đổ giá lên tỷ nọ tỷ kia mà sao vẫn có người tin? Đặc biệt là các bác có những người còn cắm nhà, nghe nói cắm nhà cắm xe đúng không? Cắm nhà cắm tài sản nhà đất lao vào chơi lan tiền tỷ, hy vọng là đổi đời. Nhưng mà đến thời điểm này khi mà nói chuyện với các bác và để vừa chăm sóc cây lan này và vừa nói chuyện với các bác thì những cái cây lan mà cây lan 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 va nhá, đây là một lan va bác, lan kiếm,
thì nó trở về thường rồi, nó phải trở về giá trị thực của những người đam mê chính chính thức. Chứ còn ngày trước một cái thời sốt lan thì lúc nào cũng gọi là chia sẻ đam mê, nhưng mà thật ra cũng phải đam mê đâu các bác. Bây giờ mới là cái thúc lúc đam mê này các bác này, vậy là ai là người đấy đam mê mới là đúng này. Chứ còn cái thời đấy là chia sẻ đam mê chỉ là gọi là mê tiền thôi, thật các bác, mê tiền thôi chứ còn không phải chia sẻ đam mê lan đâu. Bởi vì khi đấy thì cái lời lãi nó quá nhiều đúng không? Tăng cường họ tách cây, họ sang chậu, họ cố gắng kích phun các kiểu con đà điểu. Chứ thực tế thì lan nó đủ thời gian, nó đủ cái nó đủ thời gian, nó đủ cái không gian, thời gian và không gian và cái ấy thì là nó lên, nó phát triển mạnh, rất là mạnh, lan nó cực kỳ mạnh các bác nhé. Còn nhưng mà bởi vì chúng ta cứ kích này đúng không, chúng ta cứ kích rồi chúng ta chăm sóc nó quá kỹ rồi thì mong 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 muốn là nó nhanh lớn đúng không, nó đẻ ra nhiều kỳ để chúng ta bán, để chúng ta kiếm tiền, nên là nó sẽ chết này rồi phân nọ thuốc kia. Nên là các bác thấy là chả có, chả các bác chả biết các bác lời lãi được bao nhiêu nhé, tiền bạc được bao nhiêu. Nhưng mà em thấy là mấy người mà bán phân bán thuốc rồi làm cơ khí làm vườn nó bán phân bán thuốc bán vật tư lan thì họ họ kiếm được nhiều tiền hơn đó. Không tin bác lên mạng có thấy không, rất là nhiều video chia sẻ đúng không, cứ vườn lan ngàn tỷ bây giờ ra sao rồi đó. Có thấy cô bác chia sẻ là có người cái vườn lan xịn sò mà giờ nuôi gà đó. Văn phòng ngày xưa giao dịch toàn tiền tỷ, ngồi ăn nhậu toàn các sếp, các nhà đầu tư nói chuyện về phát triển ngành lan này, giờ không thấy đâu hết. Rồi thành nơi nuôi gà, không thực sự như vậy. Thế thì quay trở lại là cái câu chuyện cách đây vài ba năm thì chúng ta nhìn nhận như vậy ha. Tất cả mọi thứ nóng sốt đều là ảo, ảo tung chảo. Và chúng ta hãy nhìn về cái giá trị của nó các bác nhá. Chả có cái gì mà ghê gớm cả, chúng ta cứ hãy phải quay trở lại là đam mê là như thế nào. Đam mê đây mới là đam mê các bác này. Đó. Các bác thấy chưa? Đam mê có nghĩa là khi mà cái giá trị nó có nghĩa là nó rất là bình thường thôi. Nó rất là bình thường, nó chỉ là những cái cây lan và khi mà nó trổ hoa thì chúng ta được thưởng thức, được ngắm chơi và chúng ta tìm thấy được cái giá trị của cái thú chơi thì chúng ta yêu thích thì đó là mới, đó mới là đam mê. Chúng ta hồi xưa là chia sẻ đam mê là chia sẻ gọi là nói chung là mục đích về tiền là chính thôi bác hả. Không biết nói như vậy thì có đụng chạm với bác nào không, nhưng mà hy vọng là như vậy, cuộc sống nó như vậy đó các bác nhá. Nói thì chúng ta hơi gọi là tiêu cực, nhưng mà đúng là có một thời là như vậy các bác. Đây này, ngày xưa mà nói thật với các bác mà cầm cái lan này mà tách thì nghe chừng rồi. Một thời mà nó đắt tiền, họ cung phụng họ thấy ghê lắm. Đi mà đến vườn lan của anh em chơi lan là đụng một cái lá phát là người ta nhắc nhở ngay, kinh khủng. Cái lan kiếm kiếm va mình đụng một cái lá cái là người ta nhắc nhở mà sợ nó gãy lá, nó mất giá trị, kinh khủng. Đây, nhưng mà bây giờ thì không sao đâu các bác. Mình bỏ ra mình rửa cho mình sát cồn cho cái rệp nó đấy các bác. Cái rệp nó sạch, cái rệp rệp trắng trắng các bác, nó ăn ký sinh lên cái lá này đúng không, không phải phun gì các bác, cứ cồn 90 độ ta bôi vào là nó nói hết các bác nhá. Đây, cồn 90 độ. Rồi quay trở lại một chút nữa là nói chuyện về lan, nói chung em cũng đã từng nói rồi hả, tiền nó đi đâu thì mấy ông cá mập, mấy ông gọi là có kiến thức về tài chính, ông tài phiệt ấy, là ông tạo cho cái sân chơi về về lan va và ông đập chết rất là nhiều tay mơ, và đặc biệt là những người mà trồng lan nhưng mà không hiểu sâu về về cái giới tài tiền bạc. Chúng ta đã múc vào và có nghe nói có những người cũng
đã về thế giới bên kia cũng vì Lan. Không biết là các bác xem những cái video này, các bác có biết về đề Nga thì hãy comment và được hãy 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 để lại những cái cảm xúc nhá. Còn thực sự thì em Nam biết là đây mới là thời điểm là những người chơi Lan đam mê thật sự này, ai chơi là ai còn chơi là những người đam mê thật sự ha. Còn ví dụ như họ chơi trước đây chỉ là ấy thôi ha các bác nhá, vì mục tiêu tài chính tiền bạc thôi ha. Ai cũng tiền bạc cũng quý, nhưng mà đu đỉnh có nghĩa là nó cao múc vào cứ tưởng gọi là tưởng thật thì ok. Bây giờ chúng ta có nghĩa là nói sau vài ba tháng thì có thể người ta sẽ người ta lúc đó thì những cái đó là người ta đang trong cơn say đúng không, người ta sẽ chửi những cái thằng nói là mõm VTV mõm. Mình thấy bây giờ có nhiều chủ vườn lan thì đi bán sầu riêng rồi đi bán các thể loại khác rồi, không có bán lan nữa, thấy không? Tất nhiên là họ vẫn chơi, nhưng mà nói thật với các bác cái mục đích nó không phải như vậy. Nhưng mà mình rất là vui thì mình lại cũng biết rất là nhiều người mà chơi lan, nhưng mà họ với cái mục đích là họ vẫn chơi, họ vẫn đi xe đi, đi 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 hái bóc rừng về và họ vẫn bán với cái giá hợp lý hả. Đó là những cái người mà hiểu biết, nhưng rất là nhiều người các bác nhá. Bảo tồn phát huy bảo tồn phát huy gì mà lan gọi là lan đắt tiền mà thấy vứt, kiểu như là kiểu kiểu như là cái chiều 30 Tết mà người ta bán lan à, bán cây cảnh ế người ta vứt ở ngoài đường đó. Trong khi một thời là cứ tí nọ tí kia hét như là, nói thật với các bác thấy kinh khủng. Mình đứng ở ngoài mà mình thấy không biết là nói không biết là cái thời đấy nó FOMO cái kiểu gì mà sao, bởi vì khi mà nóng sốt mà các bác nói và là những cái người mà nói trái chiều kiểu như mình thế này là bị ăn chửi ha, ăn chửi liền không biết gì về nọ kia. Nhưng mà đúng thật sự là sau mấy năm thì bây giờ đó, các bác thấy là nó kinh khủng có hào không, giới tài phiệt nó kinh khủng, cái sân chơi của giới tài phiệt nó không phải đơn giản đâu. Chúng ta mà không tỉnh là bị nó dẫn, nó dẫn nó sâu mũi, đặc biệt là kể cả các loại cây ha, cây gì cũng vậy. Người ta nói là cây xanh cây si sau đó cây lan, đúng là thật sự, nhưng mà đâu hồi đó đâu ai tin đúng không bác, ai tin thì tin không tin thì thôi. Mình thì có theo dõi anh Trần Tuấn, một người mà cũng chơi lan hồi đấy, cũng có nói họ cảnh báo. Bây giờ thì anh Trần Tuấn thì anh vẫn chơi lan, anh vẫn livestream chia sẻ, nhưng mà anh vẫn cho rằng là cái thị trường lan cái thời đấy là rất là nóng, nó phải có một cái gì đó phanh lại quá nóng và cực kỳ ảo, họ cũng lo ngại luôn. Mà chính cái sự lo ngại của những cái người mà như vậy thì không được cái giới đầu tư và chơi lan họ ủng hộ và thậm chí họ phản bác. Thôi thì mọi sự thì nó đã diễn ra rồi đúng không các bác ha, trong cuộc sống mà chúng ta vẫn dù sao vẫn phải sống, và đó là cái bài học ha, đam mê yêu thích và đặc biệt là cái sân chơi về tiền bạc, không tham thì không thằng không nào làm được gì nhau. Nhưng mà thật ra thì đam cái từ đam mê với cái từ mà những cái gì mà mỹ miều nhất tại cái thời điểm mà ấy là nó cũng mục tiêu là từ tiền cả thôi đúng không, đó là FOMO. Chúng ta bị FOMO và bản thân thì chúng ta à, có người thì còn nói là ngày xưa đi lùa gà đúng không, ngày xưa đi lùa gà thì bây giờ là phải đi nuôi gà phải nuôi gà, ngày xưa lùa gà thì bây giờ nuôi gà. Mà đúng thật sự là rất là nhiều anh em tội lắm hả? Vào vào vườn vào lan hả? Bán nhà cắm đất bán nhà không, có người thì sau này vợ chồng ly tán luôn các bác, cũng vì lan luôn, khổ vậy á. Không biết là các bác nghe đến đây thì có bác nào ấy, nhưng mà sao mày không nói trước, nhưng mà thật ra cái lúc đó muốn nói là sao được bác, mình chỉ biết nóng sốt vậy thôi. Cũng là may không theo các bác bán nhà mua lan
Nhưng mà nói làm gì đến mức độ đấy, thế thôi. Mình thì không bao giờ, mình đã nói rồi, cái gì nóng sốt là mình sẽ luôn luôn đứng ngoài các bác nhé. Khi mà đám đông lao vào là mình đứng ngoài thôi. Tóm lại là phải bất kể một cái điều gì đường mình sẽ đi một cái lối riêng đó. Đam mê thích thì cũng thích chứ các bác, lan cũng thích chứ, nó chỗ hoa đẹp cũng thích chứ. Nhưng mà các bác bị truyền thông nó phu mua nhiều quá. Chà, mình đang còn giữ lại những cái video mà giao dịch những cây lan tí 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 tí, vườn lan nọ vườn lan kia. Chính những người bạn của mình, người bạn người em của mình làm chủ tịch của một cái thị trấn lên đọc cái quyết định thành lập hội hoa lan, thành lập hội cái hội hoa lan của một cái địa phương. Mình đang còn giữ video các bác nhá, nhưng mà video đó thì mình không có đăng. Sau đó thì những cái giao dịch lan đó thì anh em tổ chức ăn nhậu tiệc tùng, chà chà, mình đang còn tư liệu. Phải nói là không hiểu là cái tại cái thời điểm đấy họ nghĩ như thế nào về cái chuyện mà phát triển cây lan. Trong khi nó chỉ là một cái cây bình thường, chỗ mỗi những cái hoa sớm nổ tối tàn 2 3 ngày thôi. Mà mình nghĩ nghĩ không ra luôn các bác, nghĩ không ra luôn. Không biết là họ họ lấy cái căn cứ vào cái giá trị nào không. Và cái người người em mà đọc cái quyết định thành lập cái hội hoa lan, hội hoa lan á, thì bữa nay cũng nghỉ chủ tịch luôn rồi. Tất nhiên là không phải vì điều kiện này khác, nhưng mà không biết có phải sự tình cờ hay không, nhưng mà đúng là mình thấy là có một cái sự trùng hợp như vậy. Một cái buổi sáng chia sẻ với các bác anh chị các bạn này, trò chuyện vui vậy thôi, nhưng mà nói chung là nó là một cái bài học. Tùy bác nào hiểu được cái gì hiểu ha, em thì vẫn chơi thôi đúng không. Rồi các bác có chửi có bới hay có nói như thế nào thì vẫn thế thôi các bác nhá. Các bác có thích hay không thích, có yêu hay không yêu, thì người ta nói là nước thì vẫn chảy mà mặt trời vẫn mọc đúng không, gió vẫn thổi. Và dòng người thì vẫn cứ đi hả. Nói là gọi là nói hơi tiêu cực, và nếu nói thì kiểu nói hơi nặng nặng tí là chó cứ sủa, mà gọi là dòng người thì cứ đi, còn kệ cuộc sống như vậy các bác nhá. Em Nam thì vẫn luôn yêu mến và cảm ơn các bác, đặc biệt là những các bác mà luôn ủng hộ kênh của Nam TV này hả. Bác nào yêu thích lan và đặc biệt là nói chung là bây giờ mà bác nào mà vào trong kênh mà cứ comment và trò nghe tâm sự về về hoa lan á, thì đó mới là những người yêu yêu mến hoa lan thật sự, đam mê thật sự. Còn bởi vì những cái người người ta đã trải qua hay kia rồi, họ không có thích đâu, họ nói đụng chạm với người ta. Nhưng mà không sao đâu các bác, ai cũng trong đời thì cũng sẽ một sai lầm, nhưng mà người ta nói là sai lầm mà biết biết đứng gượng dậy mà đứng ra đi, biết nhận ra thì đấy mới là cái điều ok đúng không. Thì chỉ là những cái chia sẻ thôi các bác, những cái chia sẻ thôi. Đấy. Bản thân thì mình cũng là cái người vẫn chơi lan, vẫn bán lan bán cây đúng không. Nhưng mà mình thì không có bao giờ là nghĩ là cái giá trị nó ảo như vậy. Thực sự từ những cái giao dịch lan trước đây á, lan từ lúc đầu á, mình chưa bao giờ mình nghĩ là lan là nó sẽ có giá trị như vậy. Là các bác rất bình thường đó các bác nhá. Nó bình thường, nó bình thường lắm. Đối với mình thì lan nó rất là bình thường. Tất nhiên là mình cũng mua, mình chơi, mình sưu tầm, vì mình mới hiểu được cái điều đó nhá. Rồi cảm ơn các bác đã xem video, và đừng quên là đăng ký kênh, để lại cái comment góp ý và cảm nhận của các bác như thế nào. Các bác có chơi lan hay không chơi lan này đúng không, các bác có đam mê không. Còn ví dụ như là thôi thì cuộc sống mà, dẫu thì chúng ta còn giữ được cái mạng là ok rồi ha. Lan nó có thế nào đấy, cuộc sống thế nào còn giữ được cái mạng không, giữ được gia đình và tiếp tục công việc, tiếp tục được cái sứ mệnh của mình, đó là đóng góp cho cái cuộc sống, cho cái xã hội này, thì được cái điều gì thì chúng ta cứ tiếp tục thôi. Còn lại thì kệ nó các bác. Một cái bài học cuộc sống xã hội bây giờ là chúng ta mà không luôn luôn nâng cấp này, không không lắng nghe, không luôn
học hỏi là chúng ta rất có thể là mắc rất là nhiều sai lầm. Nhưng đặc biệt là chúng ta đừng có tham các bác nhé. Tham là cái lòng tham là nó luôn luôn được bị lợi dụng. Chính vì cái tham mà chúng ta đã chơi lan một cách gọi là quá ngáo ha. Đấy. Và bây giờ thì mọi thứ chúng ta đã thấy rõ ràng rồi. Cảm ơn các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Mình tiếp tục dọn cái lan này.